Today. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Quý vị và các bạn biết không ạ, không cần tập những động tác như là chạy tại chỗ, ngập bụng hay là hít đất vất vả, nhưng mà có một động tác vô cùng đơn giản thôi cũng khiến cho vòng hai của chúng ta thon gọn và săn chắc hơn, đó chính là plank. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Đẹp 24/7 sẽ giới thiệu với các bạn 3 động tác plank từ dễ đến khó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Xin chào quý khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Mình là Tuyển, huấn luyện viên của trung tâm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 tư thế plank để có một vòng bụng săn chắc. Động tác 1. Bước 1, chống khuỷu tay xuống thảm, tạo thành một góc vuông góc với vai. Bước 2, hạ đầu gối chạm sàn, nâng cẳng chân tạo thành một góc 90 độ với phần thân trên. Phần hông duy trì trên cao độ vừa phải, không nên nâng lên quá cao hoặc hạ xuống quá thấp. Bước 3, giữ tư thế này trong 30 giây, siết chặt phần cơ bụng và duy trì nhịp thở đều. Động tác 2. Bước 1, chống khuỷu tay xuống thảm, tạo thành một góc vuông góc với vai. Bước 2, cố định cơ thể tạo thành một đường thẳng từ phần vai cho đến thân. Phần hông duy trì trên cao vừa phải, không nên nâng lên quá cao hoặc hạ xuống quá thấp. Bước 3, giữ tư thế này trong 30 giây, siết chặt phần cơ bụng và duy trì nhịp thở đều. Động tác 3. Bước 1, chống khuỷu tay xuống thảm, tạo thành một góc vuông góc với vai. Bước 2, lần lượt di chuyển tay phải và chân trái ra khỏi vị trí chuẩn bị. Chân trái đạp ra sau và tay phải thẳng ra trước. Siết chặt bụng và giữ tư thế trên trong vòng 10 giây. Bước 3, nhẹ nhàng rút tay phải và chân trái về vị trí chuẩn bị ban đầu. Lưu ý khi tập plank. Bạn có thể tập luyện các động tác này tại bất cứ nơi đâu, dù đó là nhà riêng, phòng tập thể hình, chỉ cần bạn chuẩn bị một tấm thảm. Trong tất cả các động tác dạng bắc cầu, siết chặt phần cơ bụng, làm giảm áp lực của sức nặng cơ thể lên phần bắp tay, giúp bạn tăng cường sức chịu đựng và thăng bằng. Tăng dần thời gian thực hiện động tác bắc cầu mỗi ngày để nâng cao hiệu quả săn cơ bụng. Chỉ cần biết tận dụng thời gian chăm chỉ luyện tập, kết hợp thêm một chế độ dinh dưỡng hợp lý thì Mai Trang chắc chắn rằng vòng hai mơ ước sẽ không còn là xa vời nữa đâu. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ thành công với những động tác rất đơn giản mà chương trình ngày hôm nay đã giới thiệu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.